đẹp nè em ơi. Em khỏe không? Chàng vỗ tay lớn lớn được nè. Chị nó mới sung chứ. Trời ơi, không giấu gì mấy anh chứ. Em có ông anh mà ổng làm công quả trên chùa. Bữa nay mới lên thăm ổng. Mà sao lên tới đây không thấy mặt ổng? Không biết ổng còn làm công quả ở đây không? Có nào chùa đổi chủ không ta? Để em kêu ổng cho coi. Anh Béo, anh Béo. Dưới tòa sen vàng còn người lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện thông, 12 nguyện lớn sầm mến mong, cứu giúp ta người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Mô Phật. Chúc cho ban giám đốc cũng như cán bộ nào cũng sức khỏe, và chúc cho các anh, các bạn, các em ở đây lúc nào cũng sức khỏe và học tốt, một ngày nào sớm nhất sẽ về sum họp cùng gia đình. Mô Phật. Quang Anh Béo. Ai ở ngoài? Ai? Ai gọi tên ta? Ai kêu tên cũng cơm ta? Ai? Em nè, kia khao đồ bà. Mày khỏe hả? Dạ khỏe anh. Trời ơi, quá khỏe. Gặp lại mừng quá, tôi tưởng mày đi theo mùa Covid rồi chứ. Mày khỏe hả? Dạ khỏe. Lâu lắm rồi mới lên thăm anh nha. Dạ đúng rồi. Mười mấy năm tự quên tao chứ. Anh khỏe không Beo? Anh khỏe, anh khỏe lắm. Nhưng mai mốt lên đây đừng gọi tên Beo nữa. Tên Beo để vui chôn theo mùa Covid. Có gọi gọi pháp danh đi cho nó sang. Ủa pháp danh anh nói gì? Sư phụ Đạt là giác ngộ. Thấy rồi, ở đó là cờ bạc. Ăn chơi đá gà cá độ đá banh gì cũng chơi đó, chơi riết không có tụng kinh. Bây giờ ông kêu bỏ hết đi, làm lại từ đầu, làm lại con người mới. Mình làm lại cái gì tốt nhất cho xã hội. Đúng rồi anh. Em cũng muốn có pháp danh giống anh á. Vậy thôi. Sao? Mày là Phật tử là có pháp danh liền. Nhưng mà chờ mười mấy năm nữa lâu lắm. Phải chịu thôi, Phật tử mà mày muốn sớm đâu có được. Ông ấy sẵn cho anh đây, anh đặt cho em cái pháp danh được không? Nó dành trước cho đặt cái gì? Dành trước pháp danh đẹp để mày mốt trần, ta dành hết. Pháp danh mà dành, chứ sao phải dành, bây giờ là Phật tử đông lắm. Đâu anh dành cho em cái đi anh. Đây nè, tao sẽ dành cho mày một pháp danh đẹp giống tao. Anh giác ngộ. Tao giác ngộ. Em giác gì? Mày giác lạ. Ý nghĩa là thấy cái gì lạ rồi giác. Đã không, đã không? Cái được không? Cái tên thấy ghê, vỗ tay gì? Sao ghê? Giác lạ mà ghê, mà đó mày có tánh ăn cắp giặc đó. Cái đó hồi nhỏ anh ơi. Rồi giờ bỏ chưa? Mày bỏ rồi. Rồi muốn đặt cái khác, mua cái gì? Ừ, cái tên giác nào hot hot miếng. À, giác cho hot hot. Đúng rồi. Làm gì? Đăng Facebook câu like. Tao sẽ đặt cho cái giác này hot rồi nóng luôn. Giác gì? Giác hơi. Nóng nào? Ủa tên ghê lắm anh ơi. Vậy thôi bỏ đi để sư phụ đặt. Anh ơi, công nhận giờ đường xá ở đây giờ thay đổi hết anh ha. Nhưng mà sao cái gì cũng thay đổi, sao cái chùa không thay đổi? Cái cũ quá. Các hành hương ai đâu để chùa mình gì nữa. Thì giờ phải làm sao? Anh phải xây tân trang đồ chùa lại chứ anh. Về góp mấy sư phụ đi. Rồi bây giờ là khách hành hương thấy cái chùa nào giàu hoành tráng mới đi đông. Đúng rồi, chùa nghèo không ai tới. Ừ, được, tao sẽ bàn sư phụ theo ý của mày. Dạ, năm sau trùng tu lại cái chùa, xây cái chùa 7-8 tầng. Đúng, gắn máy lạnh toàn chùa. Ừ, xây hồ bơi ngay chánh điện. Ừ, để mày lại Phật xong mày cắm đầu xuống mày tắm luôn. Chùa nó làm như khách sạn vậy. Đi chùa thì đi cái tâm thôi, mà đặt bài vẽ. Bây giờ mày đi lên thăm sư phụ thì lên đi, đừng có bài vẽ. Góp ý vậy cũng được thôi. Ý gì kỳ vậy? Em đi lên tới chùa rồi. À, không thấy ai nữa. Đúng rồi. Bộ chùa có sư hả? Chùa tao không có đông. Chùa có 2 thành viên, sư phụ với tao hết. Sư đông đức rộng lắm. Chùa mà ổng làm với công ty 2 thành viên vậy đi. Rồi sư phụ là chủ trì. Sư phụ là chủ trì. Còn anh? Tao dưới sư phụ cấp. Anh là gì? Bảo trì. Hiểu không? Hàng năm hàng tháng lương mỏ đồng hương ai chùa e rửa. Tao lo bổ. Tao bảo trì chỗ cứu chùa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sư phụ đâu? Sư phụ lên công an huyện rồi. Ủa sư phụ lên công an huyện làm gì? Ngân hàng. Nhận súng rồi. Bắn mày hả? Chùa lấy súng gì vậy? Chứ lên công an huyện làm gì? Rồi hôm chùa mất cái tượng Phật. Đồng ơi, sư phụ lên công an huyện nhìn có phải cái tượng Phật của chùa hôm đem về. Trời ơi, mấy ngày hết chuyện đồ của chùa nó cũng thỉnh đấy trời. Ăn trộm mà nó chừa cái gì? Tượng Phật của chùa ăn cắp là bình thường. Chứ sao? Bữa đó sư phụ đang ngồi thiền, ông mệt quá, ông thiếp luôn. Nó vô nó tưởng Phật Di Lặc, có khi còn đi cầm luôn kìa. Nhưng mà anh phải có cách nào
tao trị mới ăn cơm chứ. Trị cái gì? Trời ơi, ba cái đồ chùa chìm thờ cúng thì bắt quá thì nó không biết thì nó lấy thì nó trả lại thôi. Trị cái gì ba cái đồ đó? Nhưng mà bây giờ là khống chế được chút xíu. Gắn có đồng. Gắn có đồng. Chùa gắn hết toàn bộ của chùa. Lư mỏ đồng thư gắn cái gì chuông rồi gắn hết toàn bộ. Bây giờ mày vô tới chùa mày đụng vô cái lư kia đụng vô cái mỏ, cái mỏ hú. Nghe không? Còn hết đàn cắp, còn hết đàn cơm luôn. Ủa sao anh hết ăn cơm? Ở chùa là đói quá, anh lấy chén ăn cơm. Vừa cho cái chén hú quá trời ăn không được. Giờ ông về anh mở mật khẩu nghe ăn. Chén đủ ăn vô đó chị. Thôi thì thôi, cái chuyện đó mày quan trọng như cái chuyện đó. Lo cái chuyện gì, mày lên đây làm gì? Em lên đây á, trước là em thăm anh với sư phụ. Rồi sao á là nhờ anh lại sư phụ giúp em chuyện vài ngày nữa tới ngày đám giỗ ông nội em, cái em mua cái nhà vàng mã mấy triệu á, em lên đây nhờ anh với sư phụ cúng giùm em. Mày có hiếu quá, mày xây nhà thiệt mày lấy mày bán cái bộ đó anh. Bộ đầu là mày mua nhà bằng giấy mày gửi xuống cho ổng. Nhưng mà tao nói mày đừng có làm vậy, tốn tiền lắm. Chứ giờ sao? Bây giờ làm công nghệ mới rồi, mua cái hình có cái nhà gửi xuống dưới ổng được rồi. Được không? Được. Mày mua ở đâu? Tao bán. Wow, anh bán luôn hả? Ừ. Ông giới thiệu cho coi. Công thịnh em rồi à? Ông coi coi. Kia 3-4 triệu mua tấm này nè. Đây nè, 2000 đồng bạc ha. Nguyên biệt thự luôn. Dạ. Cũng biệt thự nó bự thiệt ha. Anh cái một mẹ anh gì? Đốt xuống tổng. Không có đốt. Đốt gây ô nhiễm môi trường, gây quả quạt. Cái sao gửi xuống? Là về sau ghi ông nội gần em đếm cơm gõ cái cặp xuống dưới liền. Công nghệ mới. Dữ à, dữ à. Vậy đi. Hay à, cái này lạ à. Rồi. Nhưng mà anh ơi, ơi, cái biệt thự bự quá. Ừ. Mà có người nông nội mở, rồi ai giặt vũ, ai nấu cơm cho ông. Nếu mày có hiếu, mua nhỏ người làm, gửi xuống nấu cơm, giặt đồ cho ông. Tao bán nè. Cậu có gì không có trời. Cùng trên này mà. Ông anh giới thiệu cho coi. Đây, tao sẽ lựa cho mày một con nhỏ việc làm. Thôi đi. Búp búp. À. Châu Âu nha, châu lục, châu gì cũng có nha. Các nước luôn hả? Các nước, thế giới á. Nghe hấp dẫn. Các châu lục. Nghe hấp dẫn à. Đây, đâu? Châu Âu. Châu Âu. Chà, trắng à. Nhỏ này châu Phi. Đen thùi rồi. Nhỏ này châu Đốc. Rồi, đó. Muốn con nào xuống dưới nấu cơm giặt đồ? Châu Âu này nhiêu anh? Tấm đó 30. Ông anh ơi, sao cái gì nó ốm của anh làm việc nhà nổi không? Ai biết. Mình sao vậy? Tiếng mình nói là sao? Yếu hả? Ừ. À bỏ. Con châu Phi này nhiêu? 60. Ủa sao đen thùi mắt ta? Nó mạnh hơn nhỏ hồi nãy. Châu Phi à? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Một mình nó làm hết công việc nhà luôn. Nhà trước, nhà sau, lo hết. Ông nội mày yếu yếu nó dán lên lầu luôn. Nhưng mà không được anh. Sao? Nó đen thùi gì rồi lỡ mày cấp điện cái ông nội biết em biết tìm nó đâu. Đúng không anh? Mua cái đèn pin gửi xuống cho ông xài. Ui, rắc rối quá. Bỏ đi. Bỏ nhỏ này đi. Cái con châu Đốc này nhiêu? 90. Sao châu Đốc mất vậy? Tôi đi nói tiếng Việt. À, đúng không? Đốc gần đây rồi. Được rồi anh, quyết định rồi. Gửi nhỏ này xuống cho ông nội em. Nhỏ này khỏi gửi. Sao? Ở dưới rồi. Đi trước ông nội mày 2 năm. Ủa sao đi trước ông nội 2 năm? Ăn không thấy, mắc cổ chết rồi. Chết lãng vậy. Mà khoan anh. Gì nữa? Lần rưỡi lần có. Ừ. Cho đứa nữa được không? Đứa nữa hả? Dạ. Ở đâu cũng quan trọng. Chân dài là được. Làm chân dài chi? Chân dài để xuống đó biểu diễn thời trang trong nội con. Chân dài hiếm lắm. Chân dài bây giờ đi thi hoa hậu hết rồi. Còn chân ngắn nó làm việc nhà. Nó mới ngồi nó do gạo chứ mày. Chân dài làm gì có. Ráng kiếm đi. Cái gì mày lắm nha. Dạ. Còn kiếm nó còn sót không. Chứ chân dài là không bao giờ nó gửi ảnh cho tao giới thiệu nó. Chân dài ha. Dạ. Mặt mày là không cần thiết, miễn cặp chân là quan trọng phải không? Chân dài là được, mặt mũi quan trọng. Rồi, tao hiểu ý mày. Hiểu quá. Cũng may à. Còn xó. Tao ngõ này nha. Bên dài bên ngắn được không? Còn có con chân hả? À? Là người mẫu mà bên dài bên ngắn rồi xuống nó đi cắt quốc sao? Nó đi quẹt quẹt gì sao đấy không? Chân cặp thế quá. Thiệt chứ. Rồi con này không chịu nó kêu ông nội mày ngủ luôn đi. Ôi ôi thấy cặp chân không, nó ngồi mà cái giò nó dài sập luôn. Con nhỏ này quê Bến Tre, hai dừa không cần than. Ơi nó đứng một cái tới đọt dừa rồi. Cặp giò nó ngồi không mà đo 1.6 á. Ôi không mà 1.6 đó.
ô dĩa đứng lên nó cao nhiêu ta? Mét 7. Ủa gì kỳ vậy? Cái đầu với cái mình có tóc hả? Ông nội mình thích dò gửi dò thôi, đầu cổ đi chi? Cổ nó đang rồi dò, đang lựa dò đã rồi mà. Đồ đầu. Muốn mua thôi dẹp đi. Phải mua. Tôi mà gặp mày nữa. Giờ quyết định mua đi, bao nhiêu? 300 thôi. Rồi, rồi, đi lên nó ruột. Khoan anh, xong. Bây giờ em muốn cái phần phóng xanh trong nội em. Em muốn phóng chim. Phóng xanh mà phóng chim. Dạ. Mày đừng phóng xanh. Cái đó là phóng xanh là ta kêu là xác xanh, chứ đây phóng xanh. Ta phóng mầm mầm cơ. Mầm mầm ta không biết. Ai cũng nghĩ là mũi chim phóng bay ra một cái là phóng xanh. Mày đâu có biết cái hậu nó như thế nào. Mấy thằng bắt chim nó biết khu vực phóng xanh. Ngày rằm người ta lên phóng xanh. Đến đó nó giăng lưới toàn bộ khu vực. Khách hành hương không biết mua chim vừa phóng ra bay đó, giăng lưới nó bắt lại nó bán. Khách hành hương không biết lên mua phóng bay đó, giăng lưới bắt bán, mua phóng bắt bán, mua phóng bắt bán, mua rồi chim bay một ngày 3-4 xô nó bay còn một ngày chín hơn nữa sao nó bay. Cho nên đừng có phóng xanh tội nghiệp đó. Nhưng mà em quyết định là phóng chim đó. Tùy mày, anh lựa em cái loại chim nào mạnh mạnh anh phóng. Chim mạnh được, mày muốn chim mạnh tao lựa loại chim này phóng một cái banh nhà banh cửa luôn. Chim gì? Chim cánh cụt. Không đúng không? Không đúng không? Thôi đừng bày vẽ tốn tiền. Còn nghe tao khuyên nè, để dành tiền làm chuyện từ thiện. Dạ. Giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn cái ngày giỗ kêu gia đình ở đây làm mấy mâm cơm chay cúng sư phụ cầu siêu hết xong. Dạ anh, giờ quyết định vậy à? Sao? Dạ gì nữa, gia đình em đến đây nhờ anh sư phụ cúng. Rồi. Cúng xong cái em đưa gia đình em về, em ở lại đây em tu với anh. Không được, tự nhiên là mày tự cứu tao cha mẹ còn. Tuổi già sức yếu, không lo kề cận phụng dưỡng cha mẹ. Tự nhiên bỏ cha bỏ mẹ đi tu làm như hay lắm vậy. Sao anh tu được? Tao tu là cha mẹ tao không còn. Tao lên đây, tao phụ sư phụ, tao làm công quả để tao hưởng cái phước sau này. Còn bây giờ cha mẹ mày còn sống, trong lúc này tuổi đã già, mày phải kề cận phụng dưỡng cha mẹ. Mày không nghe ông bà cô bác ngày xưa người ta hát câu này sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ như mình đi tu. Nghe không? Dạ em hiểu rồi. Rồi bây giờ là lên tâm sư phụ đi. Dạ. Đi nha. Chứ đi anh chào cái đi anh. Để tao. Dạ. Giờ để tao. Một lần nữa với hài kịch đến đây đã chấm dứt. Tăng Kha và Tấn Beo xin chúc cho ban giám đốc cũng như các bộ trại sức khỏe dồi dào. Và tất cả các anh, các bạn, các em có mặt buổi trưa nay phải giữ gìn sức khỏe và học tốt, sớm trở về hội tụ đoàn viên cùng gia đình. Điều đó Tấm Bèo rất mong muốn. Mô Phật. Tạm biệt các bạn. Các em.